Xin chào mọi người, mình là Ben đây. Liệu các bạn chơi Root đã lâu, nhưng các bạn có biết cách nào family một cách tối ưu nhất hay chưa? Rồi thì như vậy, trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để family một cách siêu nhanh và đơn giản nhất nhé. Rồi thì các bạn xem đến khúc này thì các bạn biết các bạn nên làm gì rồi đấy. Subscribe nào. Rồi đúng rồi đấy, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Rồi thì đến với cách đầu tiên để kiếm nhiều Billy nhất. Và cách này mình nghĩ nó cũng là tối ưu nhất rồi anh em. Đó chính là nhặt rương nhé. Thì các bạn cũng biết rồi, thì khi nhặt rương các bạn nhặt thì sẽ gọi là nó đơn giản hơn, bởi vì khi các bạn rejoin lại một server nào đó thì chắc chắn thế nào cũng có rương để các bạn nhặt cả, đúng không? Đấy thì là cái mẹo của cái này là chính là các bạn chỉ nên nhặt rương ở C3 thôi nhá. Bởi vì C1 và C2 thì số lượng Billy của nó rất ít, cho nên các bạn nên farm qua C3 và các bạn nhặt rương thì các bạn sẽ được nhiều tiền hơn. Đấy. Và tiếp theo nữa thì các bạn nên sử dụng trái quỷ để nhặt rương, đó chính là một là trái tối ưu nhất mà mình thấy gọi là hợp lý nhất, đó chính là trái đo. Đây là trái đo này các bạn. Rồi, mà nếu các bạn là mà lỡ rồi là không có trái đo rồi thì các bạn là dùng trái Pika cũng được, tại Pika nó bay nhanh đó mọi người. Đấy thì là hồi lỡ làm video rồi cho nên là mình sẽ gọi là bỏ trái đo gần yêu quý của mình ăn trái đo để quay cho các bạn xem nhé. Đây thì mình sẽ ăn trái đo vô. Đấy, ăn vô. Đấy. Rồi thì các bạn là dùng trái đo các bạn sẽ nhặt rương rất được nhiều luôn. Và sau khi các bạn nhặt hết đảo này xong thì các bạn có thể tele qua đảo khác. Đấy, ví dụ tele qua đảo Port này đi, nó vẫn có rương, nói chung tất cả các đảo đều có rương để các bạn nhặt được hết. Sau một thời gian rất là ngắn luôn, tầm cỡ 30 giây mình đi nhặt rương thì mình nhặt được cũng hơi bị nhiều luôn anh em, và mình suy nghĩ lại rồi, có thể một phút anh em nhặt đến tận 10 cái rương là chuyện bình thường nhá. Đấy cho nên là nhặt rương là cách tối ưu nhất rồi. Rồi sau khi nhặt rương xong bây giờ mình thử random trái quỷ cho các bạn xem nhá. May mắn được chứ gì đây anh em. Đấy mới bỏ trái ra gần rồi. Ôi. Thôi bỏ nè, bỏ đi, bỏ đi. Rồi thì đến với cách thứ hai thì đó chính là các bạn là nên làm một cái team, gọi là cái team chơi lock root. Đó rồi các bạn là cùng nhau góp một ít robux, mỗi người một ít, rồi các bạn mua một cái server VIP. Sau đó trong một thời gian gọi là các bạn sẽ gọi là đợi boss spam ra, các bạn cùng anh em trong server đánh. Và tại sao lại làm như vậy thì các bạn cũng biết rồi, các bạn không nên vô server thường đánh đâu, tại các bạn vô cũng không có mà để boss để các bạn đánh, đúng không? Đó giờ mình vô một cái server thường đại nè cũng chả có boss nào để mình đánh hết, cho nên là cách đó là các bạn nên lập một cái team lock root và cùng anh em mua một cái server VIP đi. Và trong vòng thời gian 1 đến 1 tiếng rưỡi các bạn treo boss spam thì các bạn sẽ gọi là đi nhặt cái rương như mình nói lúc nãy đó. Thì sau khi nhặt rương xong thì tất cả boss thì đa số spam hết rồi, thì các bạn cùng anh em trong server đi kill boss đó. Đấy các bạn kill tất cả những con boss trong server thì kiếm mình nghĩ chắc cũng tầm là gần 1 triệu Billy đó, đúng không? Đấy vậy ngoài ra hình chắc cũng mấy trăm nghìn thôi anh em, nhưng các bạn nhặt được cái trong 1 tiếng rưỡi các bạn nhặt được Billy nữa thì là kết hợp lại cũng nghĩ tầm là 2 triệu Billy trong vòng 1 tiếng đó anh em. Đó thì cũng quá nhiều đúng không? Đó thì đây chính là những cái cách mình suy nghĩ để giúp anh em kiếm được Billy hơn. Đấy rồi thì video này của mình cũng đã hết, cảm ơn các bạn đã xem video, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.